Tổng thống Donald Trump chuẩn bị chiến lược cho bầu cử tổng thống của ông. Khi mà được hỏi là liệu Tổng thống Donald Trump có cam kết là sẽ chuyển giao cái quyền lực hòa bình hay không, thì Tổng thống Trump đã cho rằng là chúng ta sẽ phải xem điều gì diễn ra cái đã. Thì đó là lời của Tổng thống Trump cho biết. Và trước đó thì Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nghi ngờ về cái tính hợp pháp của cái cuộc bầu cử vì ông lo ngại về cái việc là bỏ phiếu qua bưu điện. Cách thức bầu chọn vốn là được Đảng Dân Chủ khuyến khích ở trong cái bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19. Tổng thống Trump cho biết nguyên văn là như thế này, là các cái phiếu bầu qua bưu điện là một thảm họa. Và Tổng thống Donald Trump còn cho rằng là một cuộc bầu cử vào năm 2020 sẽ kết thúc tại tòa án tối cao của Hoa Kỳ để lý giải cho cái sự quan trọng của việc cần thiết nên phải có 9 thẩm phán ở trong cái gọi là bộ tư pháp của Hoa Kỳ. Và cái phát biểu này tại một cái sự kiện ở Nhà Trắng thì Tổng thống Donald Trump có cho biết là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là Lindsey Graham, là chủ tịch của Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, thậm chí sẽ không tổ chức một phiên điều trần cho ứng viên thẩm phán của tòa án tối cao và được đề cử, và quá trình này sẽ diễn ra một cách nhanh chóng. Rồi Tổng thống Trump còn đang nhanh chóng để tiến hành để đề cử một người kế nhiệm cho thẩm phán tòa án tối cao thay cho bà Ruth Bader Ginsburg. Và các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện nói rằng là họ có thể tiến tới cái vấn đề là họ sẽ tiến hành bỏ phiếu trước cuộc bầu cử cho cái vấn đề này. Và trong lịch sử bầu cử của Hoa Kỳ thì chỉ có duy nhất là kết quả của cuộc tranh cử vào hồi năm 2000 giữa Tổng thống George W. Bush và ông Al Gore thì phe Dân Chủ đã được quyết định tại tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Khi đó đó thì ông George W. Bush đã giành được chiến thắng. Trong khi đó thì hai ủy ban thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã ra một báo cáo là cáo buộc vai trò của Hunter Biden, là con trai của ông Joe Biden, tại cái công ty được gọi là Gas Ukraine đã gây xung đột lợi ích đối với cái chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama vào cái thời điểm mà ông Joe Biden đang tham gia chính sách về Ukraine với cái tư cách là phó tổng thống. Nhưng mà tuy nhiên thì cái báo cáo cũng đã không ủng hộ về cái tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng là cái ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã gây sức ép không thích đáng cho cái việc sa thải công tố viên hàng đầu của Hoa Kỳ để bảo vệ cho con trai của ông. Và báo cáo có nêu rõ rằng là cái điều mà các cái chủ tịch đã phát hiện ở trong cái quá trình điều tra là chính quyền ông Obama biết rằng là vị trí của Hunter Biden ở trong cái hội đồng quản trị của công ty Gas Ukraine được gọi là Burisma là có vấn đề và đã gây trở ngại cho cái việc mà thực hiện và thi hành cái hiệu quả chính sách với Ukraine. Báo cáo này cáo buộc là Hunter Biden đã lợi dụng cái vị trí của ông Joe Biden, chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa và Vấn đề Chính phủ Thượng viện là ông Ron Johnson, và chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện là Charles Grassley, thì cả hai ông này thuộc Đảng Cộng hòa, là đồng một tác giả của cái bài mà gọi là cái bài báo cáo này. Và cả hai ông đều cáo buộc là chính quyền của Tổng thống Obama đã phớt lờ cho những cái dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Và các thành viên của Đảng Dân Chủ đã cáo buộc là ông Ron Johnson là có một động cơ chính trị vào cái thời điểm mà họ cho rằng là ủy ban nên tập trung vào cái việc ứng phó với đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác. Tuy nhiên thì báo cáo kết luận nó không rõ là vai trò của ông Hunter Biden trong cái hội đồng quản trị của Burisma ảnh hưởng đến cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine đến mức nào.